tôi nghĩ rằng người nước ngoài sẽ thấy nó lạ và không thích. Nhưng họ thực sự thích khi ăn thử. Mùa đông năm ngoái, chúng tôi có vị khách đến từ châu Phi. Lúc đầu, họ không ăn bánh gạo. Nhưng sau khi tham gia vào chương trình và tự làm vài chiếc, họ thực sự rất thích ăn. Họ thậm chí còn gợi ý người khác thử. Anh Việt Cường và chị Diệu Linh phải nhớ là có rất nhiều loại bánh gạo khác nhau đấy. Và trong số đó là phải kể đến bánh Gion Pion. Đó là một chiếc bánh gạo tròn hoặc là phẳng. Và hãy nghe một ví dụ trong lớp học khi sáng tạo ra các loại Gion Pion khác nhau. Để tạo ra được màu sắc của bánh gạo thì chúng ta phải sử dụng các thành phần như là cỏ, bí ngô khô hoặc là nhiều những cái loại khác nữa. Wow, thú vị rồi đấy. Tiếp theo là gì nữa vậy anh? Sau đó thì chúng ta phải tạo hình dáng với bột màu này. Bạn cũng có thể kéo ra rút ngắn lại hoặc là làm cho nó tròn và còn nhiều kiểu khác. Bạn có thể tạo ra nhiều các loại bánh gel pi ông có màu sắc hay là hình dạng khác nhau. Nghe có vẻ như là rất có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Và tôi nghĩ rằng với giải thích và hướng dẫn cụ thể của người hướng dẫn, kinh nghiệm làm bánh gạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với chúng tôi nghĩ ban đầu. Vâng, tôi đồng ý. Vậy chúng ta hãy nghe một chia sẻ của khách du lịch thực sự tham gia vào chương trình này. Hôm nay chúng tôi làm bánh tê ốc từ Bixiogi. Chúng tôi tự nhào bột, đặt nó trong nồi hấp và hấp bánh. Thành thật mà nói, để làm Bixiogi này thì khó đối với những đứa trẻ ở nhà. Vì vậy, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi và tôi yêu thích nó. Tôi nghĩ rằng chương trình này sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ cho các con tôi. Vâng, vậy hôm nay chúng tôi đã giới thiệu cho bạn địa điểm Dam Da Heong ở tỉnh Gyeonggi rồi. Đó là một nơi mà chúng tôi đã học được những cách thức làm bánh tê ốc truyền thống của Hàn Quốc ạ. Cảm ơn chị Hải Yến cho chúng tôi thời gian vui vẻ. Tôi mong muốn gặp lại chị Hải Yến vào tuần tới ạ. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục những cuộc hành trình khám phá Hàn Quốc vào tuần sau ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên sóng FM 96.5 và trong web vv2.vn ạ. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Welcome to VOV English. Chào mừng các bạn đến với chương trình VOV English do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Chào các bạn. Các bạn thân mến, ở bài học trước, các bạn đã học cách nói về thời gian. Trong bài học ngày hôm nay, Lan Hường sẽ giúp các bạn hỏi về giá tiền và học các số lớn hơn 100 nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kevin và Mai nhé. Một buổi sáng, Mai dẫn Kevin ra chợ. Kevin hỏi Mai giá của một món đồ ăn. How much is it? It's 50,000 Vietnam dong. Trong đoạn hội thoại trên, để hỏi về giá tiền của một món đồ nào đó, chúng ta nghe thấy Kevin hỏi Mai. How much is it? Có nghĩa là, cái này bao nhiêu tiền? Hoặc nếu muốn hỏi với danh từ số nhiều, chúng ta nói how much are they hoặc how much are cộng với danh từ số nhiều. Ví dụ, how much are these books? Nghĩa là những quyển sách này giá bao nhiêu? Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hỏi how much does it cost hoặc how much do they cost. Để trả lời, chúng ta sử dụng cấu trúc is đối với danh từ số ít hoặc they are đối với danh từ số nhiều và số tiền. Ví dụ, is 50,000 Vietnam dongs có nghĩa là cái này giá 50,000 đồng hoặc they are $15 có nghĩa là chúng có giá $15. Bây giờ, Lan Hường và các bạn sẽ cùng học cách nói những số lớn hơn 100 nhé. Với những số bao gồm hàng trăm và hàng chục, các bạn nhớ thêm từ and vào giữa nhé. Ví dụ, 250 sẽ đọc là 250, 369
sẽ đọc là 369. Đối với các số hàng nghìn, chúng ta chỉ cần thêm từ thousand phía sau các số đếm. Ví dụ, 3,000 là 3,000, 69,000 là 69,000, 250,000 là 250,000. Bây giờ, chúng ta cùng nghe lại hội thoại giữa Mai và Kevin nhé. How much is it? It's 50,000 Vietnam dong. Tiếp theo, Lan Hường và các bạn sẽ luyện tập các mẫu câu vừa học. Các bạn hãy nghe và nhắc lại từng câu sau mỗi tiếng bíp nhé. How much does it cost? It's 50,000 Vietnam dong. It's 250,000. Các bạn đã nhớ các mẫu câu vừa rồi chưa? Bây giờ, hãy cùng tham gia hội thoại với Lan Hường nhé. Giả sử, bạn vừa mua một chiếc đồng hồ mới. Các bạn hãy nghe và trả lời. How much is it? Nếu bạn vừa trả lời là is cộng với số tiền, thì các bạn đã biết cách trả lời về giá cả rồi đấy. Trong trường hợp muốn hỏi về giá tiền của một đôi giày ở cửa hàng, các bạn sẽ hỏi người bán hàng như thế nào? Lưu ý, đôi giày là danh từ số nhiều nhé. Chúc mừng các bạn có câu hỏi là How much are they? Hoặc How much do they cost? Các bạn thân mến, qua 5 phút của chương trình, các bạn đã học cách hỏi và trả lời về giá tiền cùng với cách nói các số lớn hơn 100. Các bạn hãy luyện tập mẫu câu này thường xuyên để tự tin khi đi mua sắm các bạn nhé. Chương trình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo. Bye bye! Đây là chương trình TSPC, chương trình chơi với tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình TSPC được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, MA, một khuôn mặt quen thuộc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Hy vọng chương trình sẽ tạo thêm một niềm vui cho các cháu và các vị phụ huynh. Unit 4. Hello, children. Hello, children. Talk. Hôm nay chúng ta đón một bạn mới nhé. Con lấy bút chuẩn bị vẽ nhé. Các con vẽ một chú chó con, a puppy. Con đọc theo cô Cynthia tên chú chó con. Puppy. 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 Bây giờ con vẽ puppy nhé. Vẽ cái đầu chú puppy có cái mõm dẩu ra. Vẽ hai cái tai vảnh lên. Vẽ đôi mắt. Vẽ cái mũi. Con chào puppy đi nào. Hello puppy. Hai bạn Kate và puppy chưa gặp nhau. Hai bạn ấy đang hỏi tên nhau. Con nghe nhé. Meow. What's your name? I'm puppy. Woof, woof. What's your name? I'm Kate. Meow, meow. Puppy hỏi tên con đấy. I'm puppy. Woof, woof. What's your name? Con trả lời đi nào. I'm. Vậy là khi muốn hỏi tên bạn mới gặp, con hỏi như sau. What's your name? Con nhắc lại theo cô Cynthia nào. What's your name? What's your name? Lại một bạn nữa muốn học cùng chúng ta, bạn vẹt. Con vẽ chú vẹt nhé, sẵn sàng giấy bút nào. Vẽ cái đầu con vẹt. Vẽ cái mỏ con vẹt. Vẽ đôi mắt con vẹt.
Bạn vẹt tên là Parrot. Con đọc theo cô Cynthia tên bạn vẹt nhé. Parrot. 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 Hai bạn Cat và Puppy chưa gặp Parrot bao giờ, nên các bạn ấy đang hỏi tên nhau. Hello. What's your name? I'm Parrot. Squawk. Squawk. What's your name? Con trả lời tên mình đi. I'm... Hai bạn Cat và Puppy chưa gặp Parrot bao giờ, nên các bạn ấy đang hỏi tên nhau. Hello. What's your name? Meow. Meow. Hello. I'm Parrot. Squawk. Squawk. What's your name? Hello. I'm Puppy. Woof. Woof. Good. Let's sing. Squawk. Squawk. Yes. Let's sing. Meow. Meow. Yes. Let's sing. Woof. Woof. Con đọc theo cô Cynthia từng câu trong bài hát. What is your name? I'm Cat. I am a cat. What's your name? What is your name? Puppy. I'm a puppy. What's your name? I'm a parrot. Play. Chúng ta tập hát nhé. Cô Lan Hương dạy con hát từng câu. Chúng ta hát hai câu đầu. Cat, 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 cat. Chúng ta hát lại. Cat, 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 cat. Chúng ta hát hai câu tiếp theo. Your name, what is your name? Chúng ta hát lại. Your name, what is your name? Chúng ta hát hai câu tiếp theo. I'm cat, I am a cat. Chúng ta hát lại. I'm cat, I am a cat. Đoạn 2, chúng ta hát hai câu đầu. What's your name, what's your name? Chúng ta hát lại. What's your name? What's your name? Chúng ta hát hai câu tiếp theo. Your name, what is your name? Chúng ta hát lại. Your name, what is your name? Chúng ta hát hai câu tiếp theo. Puppy, puppy, I'm a puppy. Chúng ta hát lại. Puppy, puppy, I'm a puppy. Đoạn 3. Đoạn 3 giống như đoạn 2, các con hát theo cô cả đoạn.
What's your name? What's your name? Your name. Your name. What is your name? Parrot. Parrot. I'm a parrot. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi. Con đã có ba bạn là Cat, Puppy and Parrot. Và có hai đồ vật là a hat, a bag. Con hãy đặt cat, parrot, puppy, hat và bag lên bàn trước mặt mình. Nghe cô Cynthia gọi tên từng thứ một. Ví dụ con nghe thấy cô gọi hat, thì con nhấc cái mũ lên và nói yes, a hat. Nếu cô Cynthia gọi tên một con vật, ví dụ cô gọi parrot, thì con nhấc con vẹt lên và nói to yes, parrot. Rồi bắt chước tiếng vẹt kêu. Chúng ta bắt đầu trò chơi. Listen. Cat. Yes, cat. Bag. Yes, a bag. Puppy. Yes, puppy. A hat. Yes, a hat. Parrot. Yes, parrot. Bây giờ chúng ta tạm chia tay. Hẹn gặp lại các con trong bài sau. Để chuẩn bị cho bài sau, xin quý vị phụ huynh nhắc các con chuẩn bị bút chì màu, giấy vẽ. Ba con vật đã vẽ là cat, parrot và puppy, cùng hai đồ vật, a hat và a bag. Xin cảm ơn. Bye bye. Goodbye.